Xin chào mọi người, đây là một cái trung tâm nuôi dưỡng và chữa trị cho những cái bệnh nhân bệnh thủy tinh, bệnh xương thủy tinh nha mọi người. Đây là một buổi sáng để là tập thể dục này. Đây các bé tập có cô hướng dẫn đây. Đây mình tập bao lâu chị? Sáng là 800 cái ha, sáng là nhiều nhất đó ha. Đây tất cả các vé ala chị đều bị bệnh xương thủy tinh nha. Mọi người nhìn kỹ. Ồ, tập giờ khỏe người đó, đó ha. Đây là gọi là vẫy tay giật con kinh đúng không? Dạ. Cho nên mình ngồi mình tập luôn. Xong chưa em? Xong chưa? Xong rồi hả? Trời. Mình còn cái chân, cái xương chân nó phát triển nó không có bình thường nữa. Nó đi như vậy đó. Đó. Để di chuyển thì phải có một cái vật gì đó phải giữ nha, chứ không là không di chuyển được. Đứng không là nó gãy cái xương. Đây mình đi là mình phải dựa cho cái gì đây hả? Dạ. Dạ mình mới di chuyển được ha. Dạ, giống như điểm tựa chứ. Nó phải có điểm tựa mình mới đi được ha. Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 ạ. 26 hả? Dạ. Em ở quê ở miền Trung à? Dạ không, quê em ở miền Bắc. Ông tỉnh nào ạ? Dạ Thái Bình ạ. Túc Thái Bình vô đây. Dạ. Xa vậy hả? Dạ. Ôi, đây được bao lâu rồi? Dạ cũng chục năm rồi, chục năm rồi. Chục năm. Dạ. Có khi nào về quê không? Dạ có ạ. Thì ví dụ như là có Tết năm nay thì dịch quá thì không về được. Còn thì hầu như là nếu mà không bị dịch á thì hầu như là Tết về một lần ạ. Cứ Tết là về một lần. Dạ. Còn là mình ở đây thường xuyên luôn, cả năm luôn. Dạ đúng rồi ạ. Như là vậy mình ở đây suốt cuộc đời luôn hay sao, như là nó có liệu trình tập hay là dạ, chữa trị không ạ? Ví dụ như là ngày trước em vô đây thì chắc con chỉ lết thôi, nhưng mà bây giờ thì tập qua một thời gian thì tập về đi được. Mặc dù là đi thì vẫn có cái giống như cái điểm tựa hay phụ trợ gì đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì có khả năng ví dụ như mấy năm sau nữa em có thể đi bằng đi không. Vậy là có nghĩa là hồi trước chị lết thôi thì, dạ, thì có thể lết được không đi được. Dạ. Hầu đó có nghĩa là cái chân mình yếu quá không đi được. Đúng hay rồi. Là sao? Dạ, chân của em thì ngày trước là nó giống như cái hình mặt trăng vậy đó. Cong dữ lắm. Nó cong. Nhưng mà bây giờ thấy thẳng mà. Dạ đúng rồi, bây giờ mổ thẳng rồi. Sau có phẫu thuật hả? Dạ. Mổ sửa cái xương rồi. Dạ. Là nó cong như cái tay vậy đó hả? Dạ đúng rồi, nó cong như cái tay xong rồi phải mổ lại. Vậy là ở đây vừa tập cái rồi người ta mổ, người ta dạ, sửa cái xương quanh lại. Dạ đúng rồi. Cái rồi mình cứ tập suốt bao nhiêu năm là mới được vậy? Dạ tùy thì theo người cũng, không dạ, như ý em á, em thì là cũng phải mất 3-4 năm đó. Dạ. Tại vì khi trong quá trình ví dụ như em vô đây thì nó còn yếu lắm, thì tập cho nó khỏe lên rồi mới mổ được. Dạ. Sau đó rồi lại phải uống thuốc nữa, rồi lại tập vật lý trị liệu nữa, rồi được các cô hướng dẫn nó bơi rồi. Dạ đúng rồi, nói chung là kết hợp với lại những cái liệu trình mà cho trung tâm đề ra để mình tập theo. Mình tập theo rồi mình sẽ phát triển lên. Dạ. Như vậy thì
mình có biết ví dụ như là khoảng bao nhiêu năm nữa mình có thể mà đi lại hay là giờ nó có cái chẩn đoán đó không? Dạ thì cái này phải nói sao nhỉ? Phải dựa vào, một là dựa vào sự nỗ lực của từng người. Dạ. Hai nữa là phải thể trạng nữa. À. Thì về thể trạng của người nó còn khác nhau chứ à? Ừ, ví dụ có rồi. người ta ví dụ như có bé như bé này nè, thì bé này thể trạng thì nó ưu việt hơn, thì nó giống như tốt hơn em tí chút xíu, thì có khả năng thời gian nó tập sẽ ngắn hơn em. Hoặc là ví dụ như thời gian của em thì nó hoặc là em hơn một số bé thì thời gian của em sẽ ngắn hơn. Rồi về uống thuốc liệu trình nữa, chương trình. Như vậy là sau khi mà ở đây mà nếu ví dụ như đi lại được á thì mình sẽ về nhà đúng không? Dạ. Thì vâng, thì ở đây thì trong quá trình tập luyện á thì cũng trung tâm cũng tạo điều kiện cho đi học. Học tại trường luôn, có học trường nữa hả? Dạ, trường bình thường luôn chứ không có giống như kiểu là vào mà giống ý là trung tâm tạo điều kiện cho hòa nhập với lại các bạn bình thường luôn. Vào để học được hòa nhập giống cuộc sống bình thường gì đó. Nhưng mà mặc dù là có một số môn là vẫn được miễn như môn thể dục hay là mấy môn vận động chân tay thôi. Đúng rồi. Bây giờ em đang đi học ở trường nào hay sao? Dạ em mới học xong và đang được làm thực tập làm ở đây luôn. Học trường nào? Dạ trường cao đẳng kinh tế công nghệ. Ồ, học công nghệ hả? Dạ. Có giỏi vậy? Dạ. Trời, chắc là máy tính giỏi lắm đây. Dạ chưa. Chuyên về cái gì? Dạ em về lập trình ạ. Lập trình á? Ôi trời, cái đó thì đúng là ngành hot luôn. Dạ. Lập trình là ngành hot luôn đó. Dạ. Rồi tính là xin việc hay là sao chưa? Dạ em chưa, thì trước mắt thì em cứ ở đây trước. Dạ. Em tên gì từ nãy anh chưa biết tên? Dạ tên là Hoàng Đình Hạnh. Hạnh? Dạ. Hạnh năm nay 26 ha? Dạ. Hạnh năm nay 26 tuổi. Mình cao được bao nhiêu ha? Dạ 97. Tôi đừng mét luôn. À 97. Dạ. Như là cái bệnh này nó không có phát triển chiều cao được đó ha. Dạ không ạ. Bởi vì xương của nó căng mà. Nó, nếu mà không mổ là nó căng đúng không? Dạ. Càng ngày càng căng ha. Dạ có mổ thì căng nhưng mà không phải phát xương mà là do có khả năng là do cơ thể của em nó không phát triển xương chẳng hạn. Chứ như mấy bạn này nó phát triển bình thường mà. À vâng. Dạ, có bạn bữa vào đây có bạn cao 1m6, 1m7 luôn á. Ủa vậy hả? Có hả? Dạ có chứ. Cho trước giờ cái vô ra thấy mấy người lùng tưởng là cái xương của nó có khi nó phát triển là nó bị căng, nó không có thể thẳng lên cao lên được. Dạ không có, tức là xương là tấm em thì nó hơi bị giòn hơn thôi, tức là hay bị gãy xương khi va đập mạnh á. Ở đây bây giờ có bạn nào mà đi lại được bình thường chưa? Dạ có rồi, có một số bạn đi lại bình thường luôn, bây giờ bạn đi ra ngoài làm luôn. À vậy hả? Dạ điển hình như một bạn ngày trước đi ra làm rồi mà cũng môn thể thao leo núi á, bạn ấy cũng leo được luôn. Trời giỏi vậy. Dạ, dạ. Cái đó là dữ lắm đó. Dạ. Trời. Thì mặc dù thì vẫn leo được, bạn khỏe chứ. Thì đó đó là cái thành tựu mà tập luyện là chữa trị ha. Dạ. Rất là hiệu quả ha. Mà mình cảm thấy mình lên để thấy nhìn vào mà phấn đấu. Nhưng mà hồi xưa đó, hồi mà chưa vô trung tâm á thì mình có hy vọng nào mà mình có ngày mình đi lại được không? Dạ không ạ. Tức là hồi xưa vào thì không cảm thấy hy vọng, tại vì biết đâu, tại vì khi mình gãy nhiều quá mình cái lúc mà chưa vào ấy thì nó cái nó gãy cho hồi đó em đâu có đi gì đâu mà gãy. Đúng rồi, không, cái hồi đó thì cái xương yếu lắm à, thì không đi nhưng mà cái vận động mạnh nè, va đập mạnh nè thì nó cũng có thể gây gãy xương. Nhưng mà thường hồi đó thường xuyên gãy không? Dạ gãy, thường xuyên gãy. Gãy là ở ngoài thì mình biết làm sao cho vô bác sĩ người ta lại bó lại hả? Dạ thì thường ngày thì lên đấy thì bác sĩ bó nhiều quá, bác sĩ không giống như sao, bác sĩ sợ, bác sĩ không dám bó nữa. Dạ thì bác sĩ cho về nằm đó rồi cái xương nó 1-2 tháng hoặc là 3 tháng thì nó sẽ tự canxi lại. Thì ấy mà cũng đúng thôi, không phải mình không ấy, nhưng mà tại vì khi mà rút ra xương thủy tinh ấy mà khi mà kéo mạnh hay tác động mạnh thì nó lại gãy chỗ khác nữa. Đúng, nên thế là bác sĩ cũng không biết sao, nhưng mà khi sau khi vào đây này thì em thấy em uống thuốc vô thì thấy bình thường, vận động bình thường. Vận động bình thường trừ những cái trường hợp mà ví dụ như là va đập mạnh hay là té mạnh thôi. Thì mình nên hạn chế những cái đó. Nhưng mà trước giờ vô đây là 10 năm rồi, là có khi nào bị gãy lần nào nữa chưa? Dạ chưa. Ui
Hay dạ, vậy? Dạ, giữ sao mà 10 năm giỏi vậy? Dạ. Thì đâu gãy gì à, hình như là có thì phải. Bữa thì hình như là có bác kia bác cái ấm xong rồi cái té xuống. Nghĩa là vô tình bác cái bị trượt cái nồi dẻ. Thì bác té xuống thì cũng có bị. Là bị một lần, thế lại sau đó là cái đi mổ luôn. Cái này là ngoài á, một ngày là 3 lần tập thể dục đây thì mình còn bơi là một ngày bơi mấy lần? Dạ một lần thôi ạ. À bơi một ngày bơi dạ, một lần. Một tiếng. À, một tiếng bơi luôn. Dạ. Dạ dữ vậy hả? Dạ. Ồ. Rồi mình thời gian đâu mình đi học? Thì tùy thì ví dụ như là ngày trước thì học buổi sáng và được nghỉ buổi chiều, còn nếu không thì học từ buổi chiều thì khoảng 5 giờ về, mà 5 giờ thì em con sẽ bơi từ 5 giờ cho đến 6 giờ chẳng hạn. Cứ là đúng theo cái liệu trình tập á là phải bơi là đúng một tiếng. Dạ, tùy theo cái nước lạnh nữa, có hôm nào mà nước nó không lạnh á thì cũng thể bơi nhiều hơn. Tùy theo dạ. Rồi uống thuốc nữa. Dạ uống thuốc ạ. Uống thuốc. Đó vài ha. Bây giờ là Hạnh đi là phải nhờ cái này. Dạ. À, Hạnh đi cho mình xíu mình coi coi. Để ra ngoài đi thử. Dạ. À, đi lại. Này cái chân này bây giờ đi ra ổn nè. À cao có 90 mấy cm thôi. Đó, phải vận động và đi liên tục vậy ra. Cái này dài đó. À còn à cái chân mà thấy ổn rồi, còn cái tay mình không có thể khắc phục được hả? Dạ thì trước mắt thì ý là tâm nguyện của em muốn mong muốn là mình cứ chữa mình chữa cái chân trước để cho mình đi lại trước. Dạ còn cái tay thì cũng không ấy thì vẫn còn sử dụng tốt ạ. Đây là em biết ba bút đa tay đây. Dạ. Còn cái tay đây chỉ tì đè thôi ha. Không, cái này vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mà bình thường, dạ. Dạ hả? Dạ. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy nó căng vàng quá, không biết là thấy không, như mà giờ là hai tay vẫn lanh lợi như bình thường ha. Dạ đúng rồi, hai tay vì vẫn hoạt động bình thường giống bình thường á. Nó chỉ bị căng thôi, mà tay đây bị căng mà tay đây không bị căng ha. Dạ thì như là do tay đây nó làm nhiều quá, vận động nhiều quá cho nên nó không bị căng nữa. Có căng nhưng mà nó căng ít. Dạ đúng rồi. Này này nó căng một xíu đoạn lại đây, còn cái tay này căng rất là dạ, nhiều luôn. Vận động xong rồi bữa có thế đó. Dạ. Thì nó như xương thủy tinh mà thì nó hay cái biểu hiện của nó là hay bị biến dạng xương á. Dạ. Cái bệnh này cũng khổ ghê chứ, nó lái ghê chứ, nó sợ chứ, không dám vận động mạnh luôn đó ha. Dạ thì không, tùy theo cái mức độ thể trạng của mỗi người. Có dương như bé cái kia em có kể đó là bé nó khỏe rồi thì nó nhưng mà thể... cái đó là bớt rồi. Dạ đúng rồi. Đó là... là cái mật độ xương này nó gần trở về người bình thường rồi. À. Thì nó có thể vận động như người bình thường. À, còn em thì ví dụ như mật độ thì nó còn thiếu tí thì hoạt động đi nó kém chút xíu. Dạ. Rồi, cảm ơn Hạnh nhiều nha. Dạ, em xin phép. Rồi, bye bye.